Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vietcombank hợp tác cùng Vietinbank và BIDV cấp tín dụng 1,8 tỷ USD cho dự án sân bay Long Thành. Báo VN Express đưa tin, Vietcombank đã ký hợp đồng cấp tín dụng 1 tỷ USD cho dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đây là một phần trong gói tài trợ tổng cộng 1,8 tỷ USD hợp vốn cùng Vietinbank và BIDV nhằm hỗ trợ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV thi công các hạng mục quan trọng của dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra. Theo thông tin công bố tại lễ ký kết, tổ hợp các ngân hàng này đã cấp 1,8 tỷ USD cho dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư, tương ứng khoảng 45% tổng mức đầu tư của dự án. Tại buổi lễ ký kết hợp đồng tín dụng dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng nhắc tỉnh Đồng Nai phải cam kết không làm chậm tiến độ thi công của dự án. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Thủ tướng đã nhấn mạnh sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Khi hoàn thành dự án tạo 200.000 việc làm và đóng góp 0,98% vào quy mô GDP Việt Nam vào năm 2030. Cùng với Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay Biên Hòa, sân bay Long Thành sẽ tạo thành một cụm cảng hàng không quốc tế hiện đại, có quy mô và sức chứa lớn, năng lực khai thác đồng bộ, chất lượng, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không, logistics với tầm cỡ hàng đầu khu vực và quốc tế. Thủ tướng nhắc nhở, sớm nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai công tác chuẩn bị phục vụ thi công giai đoạn 2 để không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của giai đoạn 1, trên cơ sở điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1. Theo báo Công an Nhân dân, cũng tại buổi lễ, Thủ tướng đã đề nghị các ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng và ngành ngân hàng nói chung tiếp tục nghiên cứu, tham gia thu xếp vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, khuyến khích nhà đầu tư trong nước phát huy tinh thần chủ động, nâng cao tính tự chủ và năng lực nội sinh trong hợp tác đầu tư phát triển. Thủ tướng Chính phủ cũng đã bày tỏ mong muốn dự án sẽ hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh của sân bay Long Thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ông cũng kỳ vọng đến nửa đầu năm 2026, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ và đưa vào khai thác. Trong gói tài trợ này, Vietcombank đóng vai trò ngân hàng đầu mối, góp 1 tỷ USD, Vietinbank tài trợ 450 triệu USD và BIDV cấp 350 triệu USD. Gói tài trợ chiếm khoảng 45% tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 của dự án, với mục tiêu chính là giúp ACV ký kết hợp đồng thi công với các nhà thầu và đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng đã có bài phát biểu tại buổi ký kết. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định, đánh giá cao vai trò, năng lực của các ngân hàng thương mại nhà nước trong việc tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vietcombank, phát biểu rằng việc thu xếp vốn này không chỉ thể hiện năng lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi sẽ bố trí nguồn lực tốt nhất với mức ưu tiên cao nhất để đảm bảo tiến độ giải ngân, đáp ứng tiến độ triển khai của dự án, góp phần tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Người dân chắc chắn hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành. Dự án sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha trên địa bàn huyện Long Thành với công suất thiết kế đạt 100 triệu hành khách và 25 tấn hàng hóa mỗi năm. Khi dự án hoàn thành, sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam và khu vực. Đây là dự án trọng điểm cấp quốc gia, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Theo ghi nhận của báo Đồng Nai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long An Phạm Thị Thủy Trang cho biết, dự án này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương trong tương lai. Khi dự án được triển khai và đưa vào sử dụng, sẽ kết nối được các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung, cũng như các tuyến giao thông trên địa bàn xã Long An nói riêng, tạo sự thuận lợi, thông thoáng và việc đi lại sẽ nhanh chóng, giảm tải cho tuyến quốc lộ 51 đi qua địa bàn xã. Qua đó, người dân chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Suốt thời gian qua, cấp ủy và chính quyền xã Long An đã huy động toàn hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân trong việc chấp hành giao đất cho nhà nước để triển khai thực hiện dự án sân bay Long Thành. Nhờ công tác triển khai đồng bộ và có hiệu quả nên việc thu hồi đất cơ bản đã đạt kế hoạch đề ra và đa số người dân đồng thuận với việc làm này. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long An, bà Phạm Thị Thủy Trang cho hay, từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, tinh thần chung của bà con đã dần ổn định và phấn khởi chứ không còn lo lắng như lúc ban đầu và hoàn toàn ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án. Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là một dự án quốc gia quan trọng với quy mô giai đoạn 1 bao gồm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ, có công suất dự kiến 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay này sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách mỗi năm, trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam và một trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Các chuyên gia ước tính rằng dự án sẽ đóng góp vào quy mô GDP Việt Nam năm 2030 khoảng 0,98%, tạo ra 200.000 việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Sự kiện này khẳng định năng lực vượt trội của các ngân hàng thương mại nhà nước khi thu xếp khoản cấp tín dụng chung dài hạn bằng ngoại tệ cho khách hàng có giá trị lớn nhất của ngành ngân hàng từ trước đến nay. Khoản vay hợp vốn trị giá 1,8 tỷ USD không chỉ là dự án có số tiền tài trợ vốn lớn nhất trong ngành ngân hàng, mà còn là dự án đầu tiên được thu xếp hoàn toàn bằng nguồn USD chung dài hạn từ các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam. Điều này không chỉ giúp nâng cao vị thế của các ngân hàng thương mại Việt Nam, mà còn tạo sự chủ động cho các nhà đầu tư trong nước, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay nước ngoài. Đây cũng là dự án đầu tiên được thu xếp hoàn toàn bằng vốn vay USD chung dài hạn từ các ngân hàng thương mại Việt Nam, với các điều kiện cạnh tranh hơn so với phương án vay vốn trực tiếp từ các định chế tài chính quốc tế. Đánh giá về ý nghĩa của dự án này đối với nền kinh tế nước nhà, báo Lao động nêu nhận định, cùng với việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững, khoản tài trợ 1,8 tỷ USD cho một dự án lớn như Cảng Hàng không Long Thành là minh chứng rõ nét cho vị thế và sự lớn mạnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong việc thu xếp vốn cho các dự án phức tạp và quy mô lớn, đồng thời tạo tiền lệ mới tích cực giúp khuyến khích, phát huy sự chủ động của các nhà đầu tư trong nước không phải phụ thuộc vào nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian tới. Việc thu xếp vốn thành công cũng góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lấy nguồn lực bên trong làm cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định để xây dựng, phát triển đất nước. Trước đó vào tháng 3 năm 2022, Vietcombank đã được ACV giao nhiệm vụ là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án thành phần 3. Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Vietcombank cùng các ngân hàng hợp vốn đã thành lập tổ thẩm định chung, hoàn thành báo cáo và trình cấp thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng cho dự án. Cuối tháng 11 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp nhận cho 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV cho ACV vay bằng ngoại tệ chung dài hạn để thực hiện dự án. Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành không chỉ là một bước tiến lớn trong lĩnh vực hàng không mà còn là biểu tượng của sự hợp tác, phát triển và tiềm năng kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!